Hồng Loan gửi tín hiệu tích cực đến khán giả về vụ việc của BH Media và phát hiện tình tiết bất ngờ có liên quan đến Phượng Ruồi. Hôm nay hẳn là một ngày vô cùng đáng trông đợi khi Hồng Loan đã chính thức chủ động trong việc đòi lại danh dự cho cha của mình. Nếu như ban đầu, BH Media không chịu hợp tác, thông báo qua các lá thư ngỏ thì hiện tại Hồng Loan đã đến trực tiếp cơ quan đầu não của họ để đối đầu, để nói chuyện cho ra lẽ. Và sau khi kết thúc buổi làm việc vào sáng ngày hôm nay thì Hồng Loan đã lập tức gửi đến khán giả một tín hiệu tích cực về vụ việc phía BH Media. Và bên cạnh đó, chúng ta còn có thêm một thông tin vô cùng bất ngờ có liên quan đến Phượng Ruồi trong vụ này. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồng Loan đã có một thông tin vô cùng tích cực thể hiện niềm vui gửi đến khán giả đã ủng hộ Hồng Loan trong suốt thời gian qua. Thông tin vô cùng tích cực đó là khi kết thúc buổi trao đổi công việc với phía BH Media, Hồng Loan đã vui vẻ chia sẻ rằng cuộc gặp gỡ với BH Media, và ngay sau đó Hồng Loan còn nhắn gửi đến hai vị luật sư của mình: anh chị em mình cố gắng tiếp bước cùng nhau vui vẻ nghe. Có thể thấy Hồng Loan đang có một tâm trạng rất vui sau buổi làm việc với phía BH. Niềm vui của Hồng Loan ở đây có thể là gì? Hiện tại đã tiến thêm một bước nữa trong việc lấy lại danh dự và hình ảnh cho cha của mình. Thời gian qua, bọn Cần Cần đã làm xấu hình ảnh của cha Vũ Linh quá nhiều rồi. Nhất là cái chuyện liên tục dùng hình ảnh của cố nghệ sĩ để kiếm tiền. Cứ mãi như vậy thì làm sao mà cố nghệ sĩ có thể yên nghỉ được. Lúc cố nghệ sĩ còn sống, Phượng Ruồi cũng đã lợi dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ để kiếm tiền qua kênh YouTube. Đến giờ, cố nghệ sĩ đã mất rồi, thì tụi nó cũng tiếp tục cái hành vi này. Thậm chí, kịch cổng nhất đó là khi họ dùng hình ảnh của cố nghệ sĩ để làm hiệu ứng bán vé cho cái đêm diễn dỗ tổ vừa rồi. Cái bọn này nói thật, dùng cái từ ăn dơ, ở bẩn cũng không đủ để miêu tả chúng nó đê tiện, hèn hạ và vô lương sĩ. Những từ này chỉ đủ để miêu tả sự cặn bã dơ bẩn của bọn này mà thôi. Đến pháp luật mà chúng nó còn giả điên không biết, để sau này ngu ngơ nói rằng không biết không có tội. Người cầm đầu bọn nó chính là Phượng Ruồi, nên một khi mà chưa diệt được con ruồi này thì bọn nó sẽ không biết sợ là gì đâu. Và trong vụ BH lần này, chuyện Hồng Loan đòi lại quyền làm chủ hình ảnh của cha mình đã diễn ra khá lâu, và thông tin này chắc chắn phía BH cũng đã có báo lại cho Phượng Ruồi. Nhưng tính đến nay thì Phượng Ruồi vẫn còn rất lì đòn và cho rằng mình không sai, và Hồng Loan thì không có quyền can thiệp. Đến nay Phượng Ruồi vẫn cố bám lấy cái hợp đồng chưa chịu thanh lý. Phượng Ruồi à, Hồng Loan có quyền hay không thì căn cứ vào tờ giấy khai sinh của Ủy ban Nhân dân cấp cho Hồng Loan là sẽ biết thân phận của Hồng Loan đã được pháp luật công nhận suốt 37 năm nay là một sự thật mà Phượng Ruồi mãi mãi không có tư cách để can thiệp vào. Vòng tay của bà Sáu Bào quá kinh khủng, bảo bọc như thế nào không biết, mà đã tạo ra một đứa con tính nết trời thần đất lỡ như vậy. Sau khi nhận được đơn yêu cầu của phía Hồng Loan gửi đến phía BH có liên quan đến mình, thì Phượng Ruồi cũng đã có một hành động đáp trả đầy bất ngờ khi cô ta đã có một lá đơn gửi đến BH để ngăn chặn Hồng Loan. Cụ thể là lá thư của Phượng Ruồi. Mặc dù chưa được tiết lộ, chúng tôi chỉ biết là nó ảnh hưởng trực tiếp hoặc một phần nào đó đến Hồng Loan mà thôi. Rất có thể là Phượng Ruồi không chịu thanh lý để Hồng Loan phải kéo dài thời gian trong vụ này. Một nước đi, một tình tiết vô cùng khó đỡ đến từ con nhỏ cháu gái họ Lê này. Dẫu biết rằng quyền tầm con vẫn lớn hơn quyền tầm cháu, nhưng cái đứa cháu gái này thì nó cứ liên tục cắn lấy cắn để ống quần của Hồng Loan để khiến Hồng Loan càng đi chậm, càng mất thời gian. Hy vọng Hồng Loan sẽ mệt mỏi và buông bỏ. Lòng tham không đáy của Phượng Ruồi nó là như vậy, mà khi nó đến tham thì nó chối, lúc nào nó cũng nói em nói thiệt, em không có tham. Nhưng trước khi nó nói những câu đó thì nó đã quên rằng một cái livestream trước đây cũng chính từ cái miệng của nó đã từng nói ra rằng tiền mà ai không ham. Xong rồi thì nó còn hát cái điệp khúc con thương cậu kịch cổm kia: cậu mà không có tiền, không có đất, không có nhà, không nổi tiếng thì chắc là không có cái drama này rồi. Và thông qua cái vụ việc ngày hôm nay có liên quan đến việc bản quyền video hình ảnh của cố nghệ sĩ, một số khán giả thắc mắc rằng những video và các ca khúc của cố nghệ sĩ đang được lan truyền trên mạng xã hội
phát trên rất nhiều các kênh YouTube, thì những video đó sau này khi Hồng Loan lấy lại được bản quyền sở hữu hình ảnh của cha mình, thì Hồng Loan có lấy được các video đó không? Thì bản tin xin chúng tôi xin phép được trả lời như sau. Những video ca nhạc cải lương mà do chính tay cố nghệ sĩ tự đầu tư sản xuất thuộc về cá nhân của cố nghệ sĩ, thì khi ấy Hồng Loan sẽ được lấy lại, được toàn quyền xử lý. Còn các tình huống, thí dụ như video của cố nghệ sĩ là các tác phẩm nghệ thuật được ký kết với các công ty sản xuất hoặc công ty truyền thông, thì video đó sẽ thuộc về quyền sử dụng của họ, những người được hưởng quyền lợi trên hợp đồng. Ví dụ cụ thể để quý vị khán giả hiểu thêm, đó là chúng tôi xin phép lấy ví dụ ở hai kênh, kênh của bà Tiên Ngáo và kênh Vũ Linh Kinh của Nga Hồ. Ở trên kênh của bà Tiên Ngáo, đa phần những video có sự xuất hiện của cố nghệ sĩ là đều nằm trong hợp đồng của bà ta, nên Hồng Loan sẽ không thể nào mà đòi lại được. Còn riêng kênh Vũ Linh Kinh, đa phần là khai thác các hình ảnh đời sống của cố nghệ sĩ, không có đăng ký bản quyền, thế nên Hồng Loan có thể đòi lại. Và bên cạnh đó, có một số video clip bên kênh của Phượng Rùi cũng hay đăng tải những hình ảnh đời sống thường ngày của cố nghệ sĩ, với quyền làm con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ và nắm giữ cái bản quyền hình ảnh của cha mình, thì Hồng Loan có thể đòi lại hoặc yêu cầu những người này gỡ bỏ để hình ảnh của cố nghệ sĩ tránh bị lợi dụng. Và ở trong cái tình huống đêm diễn giỗ tổ vừa rồi của bà Bãi Bánh Xèo, việc lợi dụng tên tuổi hình ảnh của cố nghệ sĩ một cách kịch cỏm như vậy, và nếu như hành vi này vẫn còn được tiếp diễn, thì Hồng Loan có thể yêu cầu pháp luật can thiệp. Nếu họ cố chấp quay trở lại với buổi làm việc của phía Hồng Loan và phía BH, chị Ni cũng đóng góp một thông tin đầy tích cực. Chị Ni chia sẻ rằng hiện tại Ni đã là người đại diện phát ngôn cho Hồng Loan, nên nhân nhượng gì tầm này nữa, tất cả mọi người, cả Ni và luật sư đang làm việc cực lực. Thời gian cho hồ sơ pháp lý cũng có hạn, cũng phải xử lý cho ra ngô, ra khoai, chứ đâu phải kéo dài mãi được mọi người. Nhưng mọi người cũng biết, mấy cái thể loại mà ác, bỉ ổi, đê tiện, tại thâm thì nó vô số thủ đoạn, thì để chiến đấu phải dùng cái đầu thật lạnh, tinh thần phải thép, thật thép. Một lời chia sẻ của chị Ni cứ như là một lời thách thức đến bọn cần cần, yếu mà ra gió là chết với chị Ni liền.